Nói lại Soan, Soan cô bị 10 năm rồi. Vâng. Và cô chủ yếu là cô làm là xoa mặt này. Xoa mặt, rồi, rửa nước nóng này. Tức là ốc khăn vào nước nóng ấy. Rồi. Hầu như là tôi thầy dạy là lấy khăn này xoa vào nước nóng, nhưng mà tôi thì nó xoa nặng quá nên tôi cứ xoa được khoảng một chút ấy. Vâng. Thì bắt đầu tôi úp cả cái mặt xuống. Sướng nước nóng. Cô làm bao lâu thì hết triệu chứng xoa? Thì làm nói chung là những cái lúc đấy là làm xong một cái là mũi nước các thứ, là sau đấy là nó dồn hết xuống hóc hết. Vâng. Xong bắt đầu tôi cho nó ra ngoài. Vâng. Cũng hết ra ngoài. Vâng. Thế xong sau đấy là tôi cũng làm theo cứ lấy nhất dân chỉ. Vâng. Thế là cứ chỗ nào mà cứ liên quan đến mũi. Vâng. Cho nên mà tôi cảm thấy là nghi đây, thấy dơm. Vâng. Rồi mũi rồi. Tại cái là nó nằm ổ xoang là tôi chọc. Vâng. 30 giây tôi để đấy. À, là cái này. Vâng. Cái này. Vâng. Cái này cứ chỗ nào đau thì xâm xâm vào đấy. Vâng. Trong bao lâu thì cô thì khỏi xoa? Thì là trong không phải đến đại khái là tôi cũng biết khỏi khi nào. Rồi. Tôi thật sự là không biết khỏi khi nào, nhưng tôi thấy là coi như là cái mũi của tôi bây giờ là hoàn toàn là không mơ. Mọi khi buổi sáng ngủ dậy là mũi nó cứ trào vào xuống họng. Vâng. Nó rất nhiều, xong màu nó rất là kinh khủng. Vâng. Nhưng mà bây giờ thì muốn nó trào nó không trào. Thế ạ. Đấy. Chỉ có hôm nay đấy. Thì là vâng. Nói chung là bây giờ nó thông thoáng lắm. Vâng. Cô học viện chẩn là hồi tháng mấy nhỉ? Hồi đầu năm ngoái. Vâng. À vâng. Vâng, ok, rồi xong mình xoa. Đâu cuối nhỉ, cuối năm nhỉ, xong đến Tết còn gì nữa nhỉ? Dạ vâng. Đấy, hồi sô-cô-la là bao giờ cuối năm tôi làm sô-cô-la. Rồi, hơn rồi.